Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với thông tin về thời tiết. Như chúng tôi đã thông tin từ đầu chương trình thì miền Bắc được dự báo là sẽ tiếp tục có một đợt mưa dông mới kéo dài tận thứ ba tuần tới, ngày 30 tháng 7. Anh Thanh Tùng cũng không biết là cụ thể thì diễn biến mưa trong chiều nay ở miền Bắc như thế nào rồi anh? Dạ vâng, trưa hôm nay thì chúng ta cũng có một cái khoảng tạnh ráo tạm thời, nhưng mà đến chiều ngày hôm nay thì nhiều nơi của miền Bắc cũng như là Thanh Hóa và Nghệ An thì đã xuất hiện mưa trở lại. Thưa quý vị, mây dông thì đang phát triển và gây mưa rải rác cho khu vực Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa cũng như là vùng núi và trung du Bắc Bộ. Một số nơi ở Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu và Sơn La thì đã có mưa vừa mưa to với lượng mưa ghi nhận được là từ 46 đến 50 mm, mưa kèm theo cả sấm sét dữ dội. Dự báo là mưa sẽ xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành khác của miền Bắc trong chiều tối và đêm nay, khi mà hình thế gây mưa chính là cái rãnh áp thấp này hoạt động mạnh hơn. Rãnh sẽ gây mưa đến thứ ba tuần sau với thời gian mưa dồn dập về chiều tối và đêm. Trong đó thì vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ là những nơi có mưa to nhất. Lượng mưa được dự báo là sẽ có tổng lượng mưa là từ 50 cho đến 150 mm và có những nơi được đánh dấu bằng màu vàng ở đây như là ở Lai Châu hay là Lào Cai thì còn có thể có mưa rất to trên 250 mm. Mưa trên nền đất đá bở rời thì nguy cơ cao có thể xảy ra hiện tượng sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, hiện tượng ngập úng tại những vùng trũng thấp và các khu đô thị. Do mưa lớn thì từ tối nay cho đến thứ ba tuần sau, trên các sông của miền Bắc có thể xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông từ báo động 1 đến báo động 2, cảnh báo ngập lụt ở những vùng trũng thấp ven sông. Riêng tại thủ đô Hà Nội thì lũ trên sông Bùi và sông Tích dự báo là sẽ lên lại do mưa lớn. Và dự báo là đến chiều mai thì mực nước trên các sông sẽ vượt báo động 3 từ 45 cho đến 60cm. Với diễn biến lũ cứ cao như vậy thì tình trạng ngập lụt ở một số những vùng trũng thấp ven sông của một số ngoại thành của Hà Nội như là tại Mỹ Đức, Chương Mỹ, ở Thạch Thất hay là Quốc Oai thì vẫn sẽ còn kéo dài. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo là chiều mai cũng sẽ có mưa dông rải rác, có nơi mưa to, tiềm ẩn lốc sét và gió giật. Riêng ở khu vực Tây Nguyên thì quý vị cũng cần phải cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất do là đã có mưa nhiều ngày. Nền đất đỏ Ba Gian vốn mềm yếu, tơi xốp thì càng dễ bị sạt xuống. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang phần dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày tới. Thủ đô Hà Nội dự báo là 2 ngày tới sẽ có mưa dông, mưa nhiều về chiều tối và đêm với nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C. Còn ban ngày thì nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ C, thời tiết dịu mát. Đà Lạt dự báo trưa và chiều mai trời nắng 21 độ C, chiều tối mai có thể có mưa dông, còn thứ ba thì nắng cả ngày, nhiệt độ tăng nhẹ lên 22 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo chiều tối 2 ngày tới thì sẽ có mưa dông, còn ban ngày trời nắng mây đan xen, oi nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 33 độ C.